Đấy, hôm nay mình chỉ các bạn những con vịt nhá, là sao nó đều màu nhá. Vịt ấy thì các bạn phải để chống giữa vì cái lại chống than ở giữa, bởi vì là cái lượng mỡ của con vịt nó chảy xuống rất là nhiều. Nếu mà không để gặp chống ở giữa đấy, thì nó sẽ tạo khói và tạo lửa. Đâm ra là cái con vịt nó rất dễ bị cháy. Đây là miếng thịt heo của mình đây. Nhà cũng vậy. Nay thì mình làm rất là nhiều. Con đường xá thì vắng lắm nên mình bán trong hẻm thôi, mà được cái khách yêu quý thì người ta vẫn đến ủng hộ mình nhiều. Đó. Con vịt của mình vàng đều đẹp gán rét luôn. Bí quyết lên màu ấy thì mình đã gửi ở trong video cho các bạn xem rồi. Các bạn cứ thế mà làm theo hướng dẫn của mình á. Cái này là mình làm hoàn toàn tự nhiên chứ không có phẩm màu phẩm mã gì hết nhá. Đường xá vắng quá. Ở đây chiều bán mạnh lắm.